Một người phụ nữ chết tại chỗ sau vụ tai nạn giao thông đau lòng xảy ra trên quốc lộ 14 đoạn qua ấp 4 xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước vào chiều 2 tháng 8 năm 2022. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ chiều cùng ngày, xe tải mang biển số 47H00995 đang lưu thông trên quốc lộ 14 hướng từ thành phố Đồng Xoài đi tỉnh Đắk Nông, khi qua đoạn thuộc ấp 4 xã Đồng Tâm thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy do người phụ nữ khoảng 50 tuổi điều khiển đi theo chiều ngược lại. Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe máy bị cuốn vào gầm xe tải. Chiếc xe tải sau đó tiếp tục lao vào một bãi đất trống bên đường, cách vị trí xảy ra tai nạn hàng chục mét mới dừng lại hậu quả vụ tai nạn khiến người phụ nữ điều khiển xe máy văng vào lề đường tử vong tại chỗ chiếc xe máy bị vỡ nát biến dạng dưới gầm xe tải đầu xe tải cũng bị hư hỏng nặng nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ